Mới đây, ban nhạc Deep Trôi đã bất ngờ công bố sản phẩm comeback của Hoài Lâm kết hợp cùng với Billy 100, nam thí sinh từng tham gia chương trình King of Rap 2020. Đây có thể được xem là sự trở lại chính thức của Hoài Lâm sau câu chuyện đổi nghệ danh gây không ít tranh cãi. Đáng chú ý chính là việc Hoài Lâm lựa chọn ngày 27 tháng 12 để ra mắt sản phẩm mới. Bởi vì trước đó, ngày 26 tháng 12 là ngày mà Jack comeback với dự án lớn Đom Đóm. Điều này đồng nghĩa với việc Jack và Hoài Lâm sẽ có một cuộc đua căng thẳng trên top trending YouTube cũng như bảng xếp hạng âm nhạc lớn nhỏ khác. Về phía Jack, anh cho biết đây là bản nhạc đã ấp ủ từ rất lâu và mong muốn gửi đến fan trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, chính sự thành công của bản demo đã tạo nên những áp lực cho nam ca sĩ. Với Hoài Lâm, dù không hoạt động rầm rộ, nhưng nam ca sĩ này lại sở hữu cho mình một lượng khán giả rất ổn định. Bằng chứng là hai ca khúc Buồn Làm Chi Em Ơi và Hoa Nở Không Màu đã trở thành hiện tượng V-pop trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Thế nên, trong lần trở lại này, Hoài Lâm hứa hẹn sẽ còn tạo nên nhiều điều bất ngờ khác.